Hello anh em, hôm nay thì tôi đã lại trở lại ở đây anh em, trở lại với trò Minecraft quen thuộc. Ui. Đó. Thì hồi trước thì sau khi mà nghỉ thì tôi đã cố gắng tôi chui từ cái dưới hang lên trên từ mặt đất rồi, không chưa tìm được kim cương anh em ạ, không tìm được kim cương. Thôi không sao, lần khác mình tìm sau anh em nhờ. Hôm nay tôi nghĩ rồi, chúng ta đã đi gọi là đi phiêu lưu, đi phiêu bạt quá là nhiều rồi, thế mà chúng ta không có nổi một căn nhà anh em ạ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải có một căn nhà, hôm nay xây nhà anh em ạ. Đào nốt tí bạc rồi đi xây nhà nào, hôm nay sẽ đi xây nhà anh em ạ. Mà bây giờ lên kiểu gì ta? Để từ từ tôi kiếm cách lên. Tôi chắc là thế này cho nó dễ anh em ạ, cho nó nhanh gọn lại anh em nhỉ. 1 2 phết. Anh em thấy rừng cây rất là đẹp. Ui. Con này là con trước tôi gặp ở dưới hang động đấy. Thôi kệ đi, tôi không muốn dây dưa với nó anh em ạ. Hôm nay đi xây nhà. Sống lương thiện thôi. Xây nhà. Chặt gỗ xây nhà anh em ơi. Xây nhà thì xây nhà ở đâu cho nó hợp lý anh em. Xây nhà thì mình xây nhà ở đâu cho nó hợp lý bây giờ. Tìm địa điểm xây nhà trước anh em ạ. Ui. Ui dồi, cái hang gì ghê này. Ô, có tổ ong nữa kìa. Hay thật. Đây đi, sơ sẻ trên cao cao này cho nó an toàn, cho đẹp, thoáng mát, rộng nhờ. Ồ, sao mà kia là làng kia kìa? Sao mà kia là làng kìa? đó là một cái gọi là một cái tương tác rất là hay với nước các bạn kìa. Đó là cái game này là dù mình có nhảy từ độ cao bao nhiêu mình nhảy xuống nước ấy là mình cũng an toàn đúng không? Đây nữa, buổi trước là tôi đã trở thành siêu nhân rồi, tôi đã biến nước băng được rồi, tôi rất là bá đạo rồi đó. Đó, chúng ta cùng đi tham quan cái làng này nào anh em. Có cái một cái làng như thích nhờ. Nó có gì để tôi xây nhà cạnh làng luôn cho nó đẹp. Sức rồng. Xem thử xem có cái gì hay không. Rước này. Bạc này. Bánh pì ngon quá. Frostwalker. Xịn phết. Kiếm này, táo này, chả cần đâu nhở, kệ. Ok, chúng ta xây nhà thôi anh em ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải cần có gỗ. Ở trong người tôi không có một tí gỗ nào. Đầu tiên thì tôi sẽ mượn tạm cái nhà của cái anh dân này. Đó. Để tạm đồ không thực ra kiếm quan trọng vàng này cất đi này, block vàng cất đi này. Tôi mượn tạm đồ tí tôi đi chặt trước các thứ. Dân nó không có mở rương nó lấy được đồ đâu đúng không anh em,
Tôi nhớ là như vậy, dân nó không có mở được ra là để nhờ tí nhờ. Đấy, trái tim của biển này, đó, cần câu quá đẹp, lấp lánh kinh khủng luôn. Xịn sò, xịn sò. Bánh mì à? Thôi giữ bánh mì ăn, cất cái tôn đi. Tôi cần tôi còn không có tôi còn không có que để làm ấy rồi. Được rồi. Đi chặt gỗ về làm nhà thôi anh em ạ. Đó, đi thôi. Gỗ thì lại phải quậy rừng nhỉ. Ố, nó có thằng dân nhỏ nhỏ đấy. Đông thế. Đông nhỉ. Làng được đấy. Làng xịn đấy. Chặt tí cây nào. Pum pum pum. Đó. Công nhận thằng này cái tay nó dài, cây cao thế, thế mà nó vẫn chặn được lên cây đấm kìa. Công nhận tay dài như phim phim gì ta? Phim Vua Hải Tặc ấy anh em. Đó. Đó. Nào, làm tí gỗ nào. Tí gỗ. Tí gậy nào. Có gậy xong rồi thì làm được cái rìu rồi. Làm luôn rìu bạc mình giàu mà mình lo quá anh em nhỉ. Chặt tí à. May quá tôi có mang giường. Chúc chúc tôi ngủ ngoài đường luôn. Tôi dậy tôi đào luôn. Sợ gì anh em nhỉ. Và rồi tôi lên mạng tôi xem cả đống video về 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 Minecraft rồi. Quá pro, quá pro. Thứ nhất là cái điều mà tôi nhận ra ấy, đó là mình ngủ ngoài này, mình ngủ ngoài đường cũng được, bởi vì mình ngủ một phát là trời sáng luôn. Đó. Nên là chả cần phải trốn trốn ở đâu để ngủ đâu anh em. Này, ngủ luôn. Đó. Xịn luôn. Không cần phải nấp ở đâu hết, không sợ bố con thằng nào. Tôi ngủ ở đấy đêm sương xuống cũng không sao luôn em ạ. Quá dân chơi. Quá khỏe. Đào luôn. Tôi đang hơi băn khoăn một tí. Tôi vẫn chưa có biết là tôi nên nên làm nhà dạng thế nào anh em ạ. Thật. Thì tại vì là cái gỗ mà trắng trông cũng. Thật ra thì tôi rất là thích cái gỗ mà nâu. Tôi rất là thích cái gỗ mà nâu. Mà đây hình như nó không có cây màu nâu. Đây có cây màu trắng thôi. Đó, cái này là rừng cây, cái này là rừng cây màu trắng ấy luôn anh em ạ. Không sao, xây tạm cây màu trắng cũng được nhỉ, cũng đẹp mà. Tôi có một kiểu nhà mà xem trên mạng và tôi thấy tôi rất là thích. Để có con mèo kìa. Tôi nghe có tiếng con mèo kêu anh em ạ. Có mèo à. Có vẻ là mình phải dùng cá để mình bắt để dụ mèo đúng không? Để nào tôi rảnh tôi câu cá rồi tôi dụ mèo. Tôi bắt mèo về nuôi. À. Hello anh. Ở đây còn có sẵn hai cái lò nung cho mình luôn, ngon. Có lava nữa, phải cẩn thận đấy. Ok, rồi làm nhà đấy anh em. Làm nhà làm ở đâu ta? Đẹp nhờ. Giáp bạc đủ các thứ. Để tôi thử nghĩ xem làm nhà làm đâu. Làm nhà thì sẽ làm ở đâu nhỉ? Đây đi. Ngay ở đây, ngay cạnh làng cho thoải mái. Mình làm nhà ở sa mạc sau này mình dễ nhìn đấy các bạn ạ. Kiểu là mình đi từ xa, mình đi chu du, mình đi gặp nhà ấy, thì mình còn dễ nhìn thấy cái nhà của mình. Ok. Đấy, đầu tiên thì tôi muốn làm một cái nền trước anh em ạ, cái nền trước.
MCQ. 1, 2, 3. Một, hai, ba, bốn này. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cái à? Chắc đào sâu thêm tí. Rồi, nhá. Được rồi đấy anh em. Anh em thấy ok chưa? Chắc đào một tí nữa. Rồi. Sàn nhà. Thì chúng ta sẽ làm gì anh em biết không? Lấp đất. À đâu, cái này là đá chứ không phải đất đâu đúng không? Cái này là đá mà, cái này là đá nhá. Năm năm cái luôn à? À, ok. Nhà hơi to, à, anh em thấy thế không? Nhà hơi to anh em ạ, tôi thấy nhà có vẻ to to. Nhưng mà không sao anh em ạ, đúng không? Chúng ta cùng xây cái tường. Mà nhà nó quay về hướng nào ta? Nhà quay về hướng quay về hướng bên kia đi, nhìn nhìn ở bên kia cho đẹp. Nếu vậy thì chắc bớt bớt đi, bớt đi một cục cho nhà nó vuông cũng được. Hơi lỗi rồi đó, bớt đi một cục cho nhà nó vuông đi. Nhưng mà như vậy thì rộng rộng chỗ này ra. Vì sao mà nó đi nó vứt cắt của mình đây? Đó, nhà hướng coi bên ngoài nhưng mà cực kỳ đẹp. Tôi cũng không biết xây nào đâu nè, tôi cứ xây gọi là bừa bừa thôi. Gọi là đấy. Chung là có một cái nhà gọi là trông đẹp đẹp, trông đẹp đẹp vào được rồi, chứ còn chất lượng. Sao ta, thôi sẽ cứ xây cao cao lên anh em nhỉ, xây cao cao lên cho nó. Ui ok. Đẹp chưa? Chỗ tức là mình để cửa đây này anh em, nó nhà có 3 block, ba block là được rồi đúng không? 3 block là được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cần làm cái mái. Anh em tôi điều điều luyện chưa? Điều luyện chưa? Đây là cái mái này, à hóa ra là mình để ở chéo như này đó. Đó. Mái chót vào. Đó. Đó. Thì sau cái mái. Hết cốt rồi. Để tôi làm thêm tí nữa cho nó. Ok. Đó, chúng ta bấm ship để chúng ta ngồi xuống anh em ạ. Sau đó thì chúng ta đặt cho nó đặt cái này. Đó. Đấy. Đấy. Xịn chưa? Xịn chưa? Quá pro. Quá pro. Cũng may là Minecraft nó không có gọi là bộ môn để thi đấu chuyên nghiệp đấy nhờ. Tôi thật chứ may đấy. Chứ có chắc tôi vô địch suốt. Trời trên này. Faker phải gọi một cụ anh em ạ. Đấy, thấy 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 di chuyển mật mã không?
khác xa với ngày đầu ngay. Thỉnh thoảng là tôi cũng có vào tôi luyện rồi, thỉnh thoảng mà lúc mà tôi không có đăng video lên cho anh em là tôi có vào tôi luyện rồi. Phải luyện trước chứ. Đó, gọi là phải luyện trước chứ. Luyện hàng ngày anh em nó mới giỏi được. Rất đẹp. Bây giờ xây cao lên xây sao ta? À ok. Có ý tưởng rồi. 1 1 2 3. Chết rồi. Anh em ở nhà của tôi có giá mà tôi có đủ tiền tôi mua cái máy xịn xịn tôi livestream cho anh em. Được tương tác với anh em sẽ thích hơn đấy. Chuyện mình này hơi tự kỷ nhờ. Chết cha. Thế cái cuối thì mình đặt hướng nào? Chỗ này chỗ cuối cùng à? Hay là làm tí kính để mình đặt lên ta. Chỗ cuối thì chắc tôi làm tí kính tôi đặt lên anh em ạ. Một chút kính. Một chút kính này. Chả biết thế này thì trông trông nó có chết rồi. Ok, tôi ép ấy, tôi tọa tọa nhầm cái ép, tọa nhầm cái ép. Ok. Đó. Anh em thấy sao? Có được không? Được không? Đấy. Ồ, xịn. Để tôi dạy anh em cách làm kính. Chắc phải đặt cục chắn ở đây. Tôi dạy anh em cách làm kính. Thì anh em có thể làm kính bằng cách anh em nung cát anh em ạ. Thì theo như là tôi gọi là được biết thì ở ngoài đời cũng có cách làm kính luôn. Nhưng mà anh em biết sao, ngoài đời rất là bố đời. Nó nung cát nhưng mà nó phải nung với cái nhiệt độ nó rất là cao. Thì tôi không nhớ thì hình như là 3000 độ C sao ấy. Thế còn nung bình thường thì cát làm sao mà nung bình thường nữa. Bây giờ em cầm bật lửa rồi anh em ra anh đốt cát thử đi. Đó. Là anh em phải nung nó với một cái nhiệt độ rất là cao. Nhưng mà trong này thì anh em chỉ cần dùng lò nung anh em ạ. Là anh em có thể nung được từ cát ra kính. Cực kỳ gọi là thug life luôn. Cực kỳ là gọi là đẹp không? Làm cái cửa anh em ạ. Theo tôi nhớ thì hình như cái cửa làm này. À đúng rồi, chọn rồi. Thế nhưng mà anh em trong cái cửa ấy có hơi quê đúng không? Trong cửa ấy có hơi quê anh em ạ. Cửa hơi quê chứ giờ thì làm sao là tôi làm gì còn có lại gỗ nào đâu đúng không? Cửa hơi quê bây giờ làm sao giờ. Ui. Làm sao giờ ta. Thôi cửa quê cũng được, có cửa được rồi anh em cũng nhận đâu, nghèo mà cứ đú rồi quá đẹp. Ok bây giờ ấy chúng ta sẽ nung kính em nhá. Đó, ôi đẹp quá, xinh dễ thương. Đây rồi, tham bạn tham. Tôi sẽ thiết kế, tôi sẽ thiết kế một vài chỗ để tôi để được cửa sổ. Tôi nghĩ là cửa sổ để hàng ngang này nó rất là đẹp. Chỉ mỗi tội là bên này nó vướng mất cái này rồi nên là có thể là tôi sẽ bỏ bỏ đi cái ô này đặt vào đây. Đó, đẹp. Đằng sau này sao ta?
hình chữ thập. Đó. Anh làm thấy xịn không? Đây sao ta? Đấy, rồi. Nói xịn sò đấy anh em nhỉ. Mỗi tội là hơi thiếu gỗ đúng không? Giá mà tôi đi chặt được thêm gỗ. Để tôi thử nghĩ xem là cái chỗ này anh em thấy nó hơi trống trống này, đây, cái chỗ này. Đấy, đấy. Cái chỗ giữa hai cái này. Chắc phải làm thêm cái gì nhét vào. Thì đây này, đây này, đây ấy, chúng ta làm cái slab này. Đó, ta làm slab này, đó. Được rồi. Đó, bây giờ làm sao làm ta? Nó có cái gì kêu á? Bây giờ làm sao để đặt được lên đây ta? Cho em mượn một cục để em đứng lên anh ạ. Rồi 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 rồi, thông minh, thông minh. Tôi pro gamer mà. Tôi cực kỳ pro luôn. Rồi. Đào, đào cục cái đi. Ok. Nhặt. Nhặt. Nhạc lên rồi đấy, nhạc hay à. Tôi đang kỹ thêm một chút nữa. Tôi thấy ở đây hơi trống vắng đúng không? Em thấy vậy không? Có thể là tôi sẽ biến đổi cái này một chút. Tôi nghĩ rằng là kia có một loại gỗ nó rất là đẹp đây này. Để tôi qua tôi chặt cái loại gỗ đó. Nó là cái loại gỗ đen ấy. Thực ra là nó màu đen thì nó hơi ghê nhưng mà được thì tôi thích màu nâu ấy. Nhưng mà không sao, màu đen cũng được lắm. Gỗ màu đen. Nó là cái loại gỗ nãy mà chúng ta thấy trong rừng đấy anh em. Ôi mèo kìa. Đó rồi. Đâu rồi? Ơ đâu rồi ta? Kia rồi. Ủa, ủa, nguy hiểm. Bi kìa, ủa tàu thế. Ô có hai. Ui, ủa. Có hai cái tổ ong luôn đấy anh em. Thích nhờ. Tôi thì tôi vẫn chưa biết là chúng ta có thể làm được gì với cái tổ ong nên là chắc phải để từ từ để nào tôi nghiên cứu thử anh em ạ. Đây rồi, cây đây này, cây này này rất là to này, cực kỳ to này, chặt luôn. Nhưng mà nó không to bằng cái cây mà trong cái rừng trước mình đi. Cái rừng trông như là cái rừng từ thời xa xưa ấy, thời tiền sử ấy, rừng rừng tiền sử. Được cái là thân, được cái là cái thân nó khá là to. Nhưng mà mỗi tội là nó cũng không có gọi là cao bằng cái cây hồi trước đúng không? Tôi nghĩ chắc chặt một cây đủ rồi đấy. Quá là to rồi, quá là to. Bây chạy về nhà. Ôi, tổ ong kìa. Đẹp. Thế nào mà nó lại không cắn tôi anh em ạ, nó không cắn tôi, chắc tôi chạy nhanh quá. Tôi quá làm flash. Đấy, quá nhanh, quá nhanh. Quá nhanh và quá lâu. Thế
Nó không cắn được đâu. Sao mà cắn được? Mày tôi vẫn còn nhớ cái hướng này. Nó làng rất xịn luôn. Xịn sò. Cái nhà tôi đâu ta? Cái nhà cực kỳ xịn của tôi đâu ta? Cactus. Để rồi. Đó. Kính đẹp quá, đẹp quá. Từ từ á, tôi phải lắp vài cái gì đó vào đây đã. Anh em thấy thấy sao? Tôi cũng không biết cái kiểu thiết kế này có được không anh em ạ. Anh em thấy sao? Nếu mà có gì mà anh em thích thì anh em comment ở dưới phần bình luận đó, cho tôi biết thử cái ý kiến xem là anh em thấy cái này có ổn không. Trông hơi nhưng mà không sao đâu nhỉ. Để tôi thử biến hóa thêm tí nữa làm sao. Tôi xem trên YouTube và tôi rất là thích cái kiểu là mình dùng hai cái màu gỗ này anh em ạ. Nó rất là có gì đó nó hay lắm. Có gì đó mà nó khiến tôi rất là thích. Nên là tôi mới làm vậy đây nhé. Đây, tôi mới có được một ý tưởng nữa anh em ạ. Có đủ không ta? 8 đủ chưa? 1, 4. Chắc phải thêm hai cái nữa. 3 nhân 4 là 12 à? 3 nhân 4 là 12. Nó vậy thì thêm cái nữa là được rồi. Chết rồi, thiếu mất rồi. Hai rồi đủ. Đây anh em ạ. À, cho anh đứng lên cái á mày. Ok. À, kính này đúng rồi. Đặt kính ở đây nữa quên. 1 2 3 4. Phái cục ra. Ok. Chúng ta sẽ thay nó bằng cái này. Đó. 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 Xây nhanh trước khi trời tối nào. Ôi, chết rồi. Tụi tuột chân xuống dưới rồi. Nhanh chứ không trời tối mất đấy. Chết cha. Ôi chết rồi. Tôi còn tao sai một cục nữa chứ. Ok chưa, rồi được rồi. Thôi tôi vào đi ngủ chứ không chốc quá ra chết. Tôi ngủ mà tôi để cửa luôn kìa. Quá dân chơi. Thật là tôi thấy nó hơi si đa. Nhưng mà cũng đẹp. Anh em ạ. Đẹp rồi đúng không? Đó. Cũng khá đẹp rồi đấy. Để tôi làm thêm cái. À đúng rồi. Slab slab. Mấy cái miếng nhỏ nhỏ. Ok.
họ xịn chưa? Ồ. Cây xương rồng anh em ạ. Tôi cứ tưởng con gì. Rất là đẹp. Anh em thấy có đẹp không? Đuốc à? Đuốc chắc là mình sẽ đặt thêm một cái nữa ở đây. Cái nữa ở đây. Rồi. Đấy. Thì hôm nay đến đây thôi nha anh em. Đợt này cũng không có gọi là rảnh rỗi cho lắm nên là nay chắc làm một tới đây thôi anh em ạ. Để khi nào chúng ta cùng tiếp tục nhé anh em. Cho tôi cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Gửi lời cảm ơn tới anh em đã xem video của tôi. Yêu anh em nhiều lắm. Bye bye anh em.